Lần nào xung phong? Ok, Khánh Linh. Dạ vâng, thưa cô, không, thưa cô, câu một một trong những trường hợp tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về xác định cha mẹ cho con có yếu tố nước ngoài là khi bị đơn có nơi cư trú lâu dài tại Việt Nam, thì theo em thì cái nhận định này là đúng không? Căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 1469 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 là tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp bị đơn là cá nhân cư trú làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Đúng rồi em. Cảm ơn em, Linh. Căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 469 Bộ luật Tố tụng đúng không? Thì chúng ta xác định rằng là đây là một trong những trường hợp đúng không ạ? Nó cái điều 469 nó không có chia rõ ra là sẽ cái vụ việc là thuộc về cái lĩnh vực nào mà sẽ chung cho tất cả các cái lĩnh vực, cho nên là em dựa vào cái điểm A khoản 1 điều 469 được. Đồng ý. Câu số 1. Chờ cô một chút xíu, cô mở cái file lên. Ok. Cô mở cái lớp mình là lớp lớp B đúng không? Lớp B. Khánh Linh đúng không em? Dạ vâng cô ơi. Ừ. Linh. Ở câu tiếp theo. Câu tiếp theo ạ. Khoa thi. Dạ vâng ạ. Câu số 2. Tranh chấp vận chuyển hành khách bằng máy bay có yếu tố nước ngoài mà bên vận chuyển không có trụ sở tại Việt Nam, không thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam. Theo em là nhận định này là sai ạ. Vì theo khoản E của điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì trong trường hợp vận chuyển hành khách bằng máy bay có yếu tố nước ngoài mà bên vận chuyển không có trụ sở tại Việt Nam, tức là nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì tòa án Việt Nam vẫn có thể có thẩm quyền giải quyết. Bởi vì liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức cơ quan cá nhân Việt Nam, hoặc có trường hợp là do các bên trong tranh chấp chọn tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp để giải quyết theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên mà. Đồng ý, đúng rồi. Chúng ta có thể dựa vào cái quy định tại điểm E. Điểm E khoản 1 điều 469. Còn thật ra mà nói thì cái việc mà các bên lựa chọn mà trong cái tranh chấp mà bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì các bên lựa chọn tòa án thì cũng 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 ít lắm em. Đa phần là nó được quy định ở trong cái điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì trong cái lĩnh vực hợp đồng ấy, chứ còn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì không có nhé. Khoa thi đúng không? Dạ vâng ạ. Chờ cô chút xíu. Thi đâu nhỉ? Rồi, câu tiếp theo ạ. Long Long Tiêu. Cái câu này là điểm E này. Điều
4691E. Đúng rồi. Long Tiêu, mời em. Dạ thưa cô, là câu 100, câu 3 là theo em là nhận định sai ạ. Căn cứ theo khoảng 1 điều 469 và khoảng 1 điều 470 của Bộ luật tố tụng dân sự thì chúng ta còn có thể dựa vào đặc điểm là nơi cư trú hoặc là sự lựa chọn của các bên để xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp về tài sản có yếu tố nước ngoài. Là sự lựa chọn của các bên hoặc là các bạn có thể đọc ở trong cái bộ luật tố tụng hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nga thì quy định ở cái điều 42 thì căn cứ để xác định thẩm quyền đối với cái vụ việc về thừa kế, đúng không, giữa hiệp định tương trợ giữa tòa án Việt Nam với tòa án Nga thì phân chia thẩm quyền dựa vào cái tính chất của cái loại tài sản. Rồi, đúng rồi, cảm ơn em. Câu số 4. Câu số 4, chờ cô một chút xíu. Long Tiêu đúng không? Ồ, đâu nhỉ? À, trời ơi, em là Tiêu Hỷ Long hả em? Dạ đúng rồi cô. Trên cái này thì lại trên, do em đặt cái tên ở trên đấy á. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo bạn nào xung phong đây ạ? Cô mời Hồng Ngọc. Câu số 4 là thế nào nhỉ? Đúng rồi. Tòa án nước nào giải quyết một cái vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật tố tụng của nước đó được áp dụng, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà có liên quan mà quốc gia là thành viên có quy định khác. Đúng rồi, nhận định đúng, quy định tại điều 2 khoản 3 bộ luật tố tụng dân sự. Đúng rồi, cảm ơn em. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo Uyển Nhi. Dạ, câu 5 thêm là nhận sai. Dạ là khi các bên chọn tòa án thì chỉ là các bên đang giải quyết vấn đề xung đột thẩm quyền. Còn việc áp dụng quy phạm thực chất hay không thì phải căn cứ vào việc các bên có lựa chọn hệ thống pháp luật của nước đó hay không. Chờ cô mở cái file này lớn lên. Câu số 5 là khi các bên chọn tòa án của nước nào giải quyết vụ việc thì những quy phạm thực chất trong pháp luật của nước đó sẽ được áp dụng. Khi các bên mà chọn tòa án á, thì là giải quyết cái vẫn xác định cái vấn đề là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thôi, đúng không? Còn cái việc mà xác định cái quy phạm thực chất của pháp luật nước đó có được áp dụng hay không á, thì nó không có đương nhiên, nó không có đồng thời. Đúng rồi, cảm ơn em, giải thích như vậy cũng được. Uyển Nhi, ok, câu tiếp theo. Uyển Nhi,